Bà con phố đi chưa có hết mò chè và cái mò chè mò đi chậm lại thấy nhóm tục nó không bật tục thì đã lại ngút tái với bay giờ sao bà với bay giờ sao nâng này nơi lại nít mưa nè mà hồng sao thấy món vào sám dân cua hoạt chè thì dân hà ngày thì ở việc ngút giờ giờ đại rừng á đại rừng rồi của thơ mò đôi khiến vô mò chu lửa việt tới việc bay phượng chạy tại mà đòn bà tranh cà phượng rồi cái dương do chờ cù dương đó nhưng mà cù bị lơ viết có chạy này bà thấy xong bị chết đó nhưng mà đang thao về thòm chia rư dạng mà chết nhưng trái chiều bị kê màu đến kia bà chẳng là lấy nhưng mà sợ là bòn mà mới ai cù chạy hết mà sao không xong tay ta mình chạy tiếp đó này này càng khổ mới sao chứ tốt nơi cả lại lơ cà rấu hay bài chỉ việc sao ông hôn nữa nhưng tay chỉ muốn nên nên mơ đâu bị chạy ọt đấy một tháng mò chạy wow hoa anh ấy bị hơi chạy hàng năm bao hôn này nhé anh ấy còn chưa có chạy tập lột tới bên đây chạy chẳng nhưng không mất chạy cái chạy 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 thì về chậm lại chậm lại nhưng tốt để sao nè lại sao lại dọn xe nè để sao nhưng tốt tốt nơi hàng cổ mà tốt nơi cửa đầu luôn chẳng này thì bài chỉ về sao chẳng có lại anh sao đi tìm con phone nè trong từ ngày ấy đặt mà đồng ca pia ta luôn nó biết luôn đồng trường cung chẳng này nè đi xuống là con phone đo là thủy đo ấy cắt phơi cắt anh tết cái đấy rồi oh my god mới rụng riêng rồi nhé từng xem để người từ bỏ công đặt bằng mình đặt đóng từ chưa đặt cái kẻ anh ấy còn là đặt hiện mua tết dùng cụ chè và cắt phương cả đại bang anh ấy bảo dùng 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 cụ bia háo dùng chè chứ dùng dùng phong về hạt chè về hạt chè hái mang tiền pi pi cũng biết chẳng có cơm đâu đâu mà còn nắng chân thì phải hái khoai để còn chỉ mùi cụ chè ở thằng mò cù chè, mò dương miền thằng mò cù chè, miền ạ thằng mò lực bị tắc chè, à thằng mò mà mục tiêu nó còn là dương đo trên phật bị tắc chè tại mà đòn, mà nếu ở đây thì tổ cù, chứ cái áo chúng ta mò cù chè tại rồi nè, bà, chẳng áo cơn bò bò nó cũng bò sọc thì bò thằng nào đó.